problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, I solve them. I run through the money, depression be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, I solve them. Xin chào cả nhà, hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với Trinh. Chắc fan của Trinh thì cũng đã biết rồi, hôm nay là sinh nhật tuổi 30 của Trinh đó. Nhân dịp sinh nhật này thì Trinh sẽ làm một chủ đề về 30 món không thể thiếu. Nếu như thiếu bất kỳ món nào trong danh sách dưới đây thì Trinh sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu luôn. Nào bây giờ mọi người cùng xem là 30 món nào nha. Rồi bây giờ chúng ta vô món đầu tiên luôn nha. Như các bạn biết rồi thì thời đại hiện giờ làm sao sống mà thiếu tiền được, đúng không? Món đầu tiên không thể thiếu đó là tiền. Thứ hai đó là điện thoại. Đây là Trinh để cho mọi người biết là Trinh sở hữu bao nhiêu cái điện thoại đây nè. Nhiều lắm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 cái. 10 cái này là Trinh đã cho ba mẹ anh chị Trinh rồi đó nha. Đây là 10 cái mà nói chung là mỗi dịp điện thoại mới ra hoặc là nhân dịp sinh nhật của Trinh thì Trinh được tặng rất là nhiều. Còn Trinh xài điện thoại Trinh xài hai cái này thôi. Một cái công việc và một cái chụp ảnh, chỉnh clip này nọ lên Instagram hay là Facebook cho mọi người xem á. Và mọi người cũng có một nhiều bạn hỏi Trinh là tại sao chị có nhiều điện thoại như vậy, chị được tặng nhiều điện thoại vậy mà tại sao chị cứ xài cái sáo này. Thì tại vì nó nhỏ gọn nhất ở trong đây, với lại là nó cũng có nhiều kỷ niệm đó với Trinh nên tới bây giờ Trinh vẫn chưa đổi điện thoại khác để xài. Rồi xong, tiếp theo đó chính là phụ kiện. Thì thường con gái á thì ai cũng thích là nhẫn hột sòn nè, lắc tai nè, hay là đeo bông dây chuyền. Còn nếu như Trinh đi ra ngoài đường với tính cách của Trinh, Trinh thích thì Trinh thích đeo đồng hồ. Nếu chỉ được chọn một món để đi ra thôi thì Trinh thích đeo đồng hồ. Và đây là chiếc đồng hồ Hublot màu trắng được Trinh sử dụng nhiều nhất. Nhưng mà đây không phải là chiếc Trinh thích nhất đâu. Chiếc Trinh thích nhất đó là chiếc Hublot màu hồng này nè. Các bạn có nhớ không? Nhân dịp sinh nhật Trinh nó có được tặng và Trinh nó đập hộp rồi đó. Đó, Trinh là rất thích đồng hồ. Còn hai món tế nhị không thể thiếu đó là quần lót màu ni và áo ngực màu ni. Nhưng mà Trinh khuyên các bạn là khi mà các bạn dùng áo ngực màu ni á thì nên là gắn hoặc là tháo dây ra được, cũng như là tháo lắp ráp ra được á. Còn quần thì thường Trinh sẽ mặc quần lọt khe giống như nguyên bộ Trinh đang mặc ở bên trong, chứ Trinh ít có mặc quần ni bao mông lắm. Trinh thường mặc lọt khe tại vì khi mà mình mặc quần trắng hay là đồ đầm bó sát á thì mình mặc cái quần lọt khe nó sẽ ok hơn, nó không có làm lộ những cái lằn của cái quần lên. Rồi tiếp theo là nước hoa. Và nước hoa mà Trinh hay sử dụng nhất đó là chai nước hoa 18 triệu này nè, nhớ không? Trinh có đập hộp rồi đó. Đây là loại nước hoa mà Trinh thích nhất và cũng là mắc nhất trong bộ sưu tập nước hoa của Trinh luôn đó. Tiếp theo đó chính là dây nịt. Dây nịt thì Trinh thường chọn dây nịt màu đen. Đây là cọng dây nịt được Trinh sử dụng nhiều nhất khi đi ra ngoài. Phụ kiện tiếp theo đó chính là mắt kính. Trinh có một tập về bộ sưu tập mắt kính đó nha. Mọi người nhớ nhắn subscribe cho kênh của Trinh, mọi người sẽ được xem tập đó. Trinh chỉ lấy nhẹ một cái mắt kính mà Trinh thích cho mọi người coi thôi nha. Đây, cái này Trinh thích cái này, đeo thử luôn nha. Cái này Trinh nhớ là hôm bữa hình như là đi ra sân bay, đi Singapore, show của Hublot, Trinh có diện cái này ra sân bay rồi. Rất là ngầu. Mọi người nhớ đón xem tập bộ sưu tập kính của Trinh nha, thú vị lắm đó. Tiếp theo là gì nữa ta? Tiếp theo là nón. Đây là chiếc nón kết. Dạo gần đây Trinh dùng rất là nhiều. Nón kết của hiệu Balenciaga. Đúng rồi, Balenciaga. Thôi không đội đâu, đội lên hư tóc. Rồi tiếp theo đó chính là về túi sách. Túi sách mà Trinh thường dùng đi ra ngoài đó là chiếc túi kẹp nách này. Chiếc túi kẹp nách này Trinh có 3 màu luôn. Đó là màu hồng, màu đen và màu da rắn. Và đây là chiếc túi được Trinh sử dụng trong thời gian gần đây nhiều nhất, là chiếc túi này. Tiếp theo, theo là về giày. Giày thì không thể thiếu là giày cao gót bít mũi màu đen da bóng và giày sneaker. Thì đôi giày này là đôi giày được Trinh sử dụng nhiều nhất nè. Đây, của YSL. Giày sneaker màu trắng thì Trinh rất là nhiều, nhưng mà Trinh thường sử dụng nhất là đôi của này. Đây, tại vì nó độn đế lên được 5-6 phân lận nên là Trinh hay dùng cái này để mặc chung với quần jean ống rộng cũng được, hoặc là quần jean ống ôm đều dễ thương hết. Tiếp theo là mình nên có là một chiếc áo sơ mi màu trắng nè. Áo sơ mi màu trắng thì Trinh sở hữu cho mình cũng rất là nhiều. Và một chiếc áo thun màu đen. Ủa? Và một chiếc áo thun màu trắng Trinh cũng sở hữu cho mình rất là nhiều. Có chữ như vậy cũng được, hoặc là áo thun trơn trắng thì cũng được.
Tiếp theo là Trinh cũng không thể thiếu một chiếc quần jean basic như thế này. Màu xanh ôm như thế này mình mặc với quần jean, mình mặc với áo thun trắng cũng được hoặc là áo sơ mi cũng được. Rất là tiện dụng. Xong. Tiếp theo là một makeup và một dưỡng da nè. Trinh đã sắp xếp tất cả những thứ Trinh makeup và dưỡng da trên này rồi. Giờ Trinh sẽ giới thiệu từng món cho mọi người biết nha. Đây, mình giới thiệu cặp đôi dưỡng da ban ngày và ban đêm. Cái này là để giúp cho da, cấp ẩm cho da nè, làm cho da lúc nào cũng căng, mượt và trắng sáng. Đây là cặp đôi mà Trinh hay sử dụng. Rồi, tiếp theo đó chính là sữa chống nắng. Thường lúc nào ở nhà hay đi ra đường bất kỳ, nếu như ngủ dậy xài kem dưỡng da ban ngày xong là Trinh sẽ sức chống nắng. Cho dù Trinh ở nhà hay là Trinh đi ra đường, Trinh cũng đều sức chống nắng hết. Rồi, xong. Tiếp theo, nếu như Trinh đi ra ngoài đi cà phê ăn uống với bạn bè thì Trinh sẽ xài cushion này. Trinh không có xài phấn phủ tại vì Trinh thích cái độ mọng nước, ẩm, vừa dưỡng ẩm, vừa mọng nước, vừa bóng bóng của cái cushion này, chứ Trinh không có xài phấn phủ. Đó, xong. Rồi thì tới son. Son thì mình có hai cái, đó là son dưỡng nè. Mình dưỡng môi trước khi mình thoa son màu lên, vậy thôi. Son màu này Trinh có thể dùng làm son môi và dùng làm màu mắt và dùng làm má hồng luôn nữa. Rồi tiếp theo thì phải luôn có mascara. Trinh thường dùng mascara này không phải mascara cho lông mi của Trinh đâu. Thường bình thường đi ra đường Trinh không có bấm lông mi cong lên rồi chải mascara, mà Trinh dùng mascara cho chân mày. Là Trinh nếu mà không có thời gian kẻ bằng phấn bột quá thì Trinh sẽ lấy dùng mascara vuốt chân mày lên là xong, là sẽ có một cặp chân mày như ý rồi. Rồi tiếp theo đó là phải luôn cần có sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt thì da mặt của mình thì các bạn biết rồi, khi mà mình trang điểm hay như thế nào thì mình cũng phải cần làm sạch sẽ da mặt của mình. Rồi tiếp theo đó là mặt nạ. Một tuần thì ít nhất Trinh cũng phải đắp mặt nạ 2 lần, đó là ít nhất. Còn nếu như bình thường thì cứ cách 2 ngày thì Trinh đắp 1 lần. Trinh xài rất là nhiều loại mặt nạ, 4-5 loại luôn. Nhưng mà Trinh lấy 3 loại sơ sơ cho mọi người xem thôi. Tùy vào da của Trinh lúc đó như thế nào thì Trinh sẽ đắp loại đó. Dưỡng ẩm nè, làm trắng nè, làm cho da mình đàn hồi tốt hơn. Đó, rất là nhiều loại. Còn đây là cuối cùng, đây là thực phẩm chức năng Beauty Plus mà Trinh uống mỗi ngày luôn. Thì nó có tác dụng là bổ sung collagen cho cơ thể của mình và làm cho da của mình trắng hồng lên từng ngày. Và nó có sự chống nắng, chống tia tử ngoại từ bên trong nữa. Đó, xong. Đây là một mỹ phẩm và dưỡng da của Trinh rất là gọn gàng thôi. Rồi, bây giờ chúng ta tới phần đồ ăn nha. Trinh là cô bé ăn hàng mà làm sao sống mà thiếu đồ ăn được, đúng không? Tuần nào Trinh cũng phải ăn những món này hết. Chỉ trừ khi là Trinh đi nước ngoài là Trinh không có ăn được thôi. Đầu tiên là cơm. Trinh rất là thích ăn cơm trắng. Còn đây là những món ăn Trinh thường ăn ở trong tuần nè. Có đậu que, xào tỏi nè. Rồi lạp xưởng. Lạp xưởng này là lạp xưởng dưới quê nha, chứ Trinh không ăn lạp xưởng ở Sài Gòn đâu. Rồi tiếp theo là khô lù đù, chiên giấm đường. Còn đây là hồng vịt muối. Còn đây là canh Trinh rất ăn, Trinh rất là thường ăn luôn á. Một tuần Trinh ăn khoảng 2-3 lần canh này luôn á, tại vì canh này ăn rất là mát. Đó là rau cải mầm nấu với tép bầm. Còn đây là dưa hấu, tại vì thường thường, không biết mọi người biết không, là thường thường là miền Tây á, là thường thường hay ăn cơm chung với trái cây, chuối nè, xoài nè, dưa hấu nè. Và nhà Trinh cũng có bàn, có ghế, nhưng mà Trinh vẫn thích ăn ngồi chồm hổm giống như vậy. Từ lúc ở dưới quê tới bây giờ là thích ăn ngồi chồm hổm vậy, chứ không thích ngồi bàn ghế ăn gì hết. Ăn chín muối thì Trinh thích ăn lòng đỏ. Còn những món mà ăn vặt mà trong tuần, nếu mà ở Việt Nam tuần nào Trinh cũng ăn á, Trinh nghĩ là các bạn cũng biết rồi đó, đó là bún cà ri nè, bún nước lèo dưới quê gửi lên nè, rồi gì nữa ta, ốc. Ốc là tuần nào Trinh cũng ăn hết, có khi là một tuần ăn 2-3 lần luôn, là ăn với bạn bè. Còn những món khác thì Trinh sẽ tự đi ăn, bún nước lèo dưới quê gửi lên nè, bún cà ri nè, mì vịt tiềm nè, ốc. Đó là những món mà tuần nào Trinh cũng phải ăn hết. Tới mục này thì mọi người không ngờ được đâu, ở số 29 này Trinh sẽ chia sẻ với mọi người những người rất quan trọng trong cuộc sống của Trinh. Nếu như mà thiếu những người này thì Trinh giống như là Trinh sẽ bị rối, không làm được gì hết. Người đầu tiên vô cùng quan trọng đó là make up anh Bảo Bảo duy nhất của Trinh nè. Trinh rất là tin tưởng anh Bảo Bảo. Nói chung là nếu mà Trinh mà nhận một cái show nào đó hay là gì, Trinh cũng sẽ hỏi anh Bảo Bảo là ngày đó anh có rảnh không hay là nọ. Mà nếu như anh Bảo Bảo bận ngày đó thì Trinh cũng sẽ cancel ngày đó luôn. Còn nếu như ngược lại thì anh Bảo Bảo đi đâu làm gì trong tháng đó bận ngày đó, ví dụ em ơi tháng tới anh bận ngày này nha, nguyên ngày luôn, thì Trinh cũng sẽ hạn chế nhận những cái công việc nào mà cần anh Bảo Bảo make up á, Trinh cũng sẽ bỏ luôn ngày đó luôn. Còn ví dụ như là đi nước ngoài, đi event ở nước ngoài hay đi sự kiện ở nước ngoài á, thì nếu như mà anh Bảo Bảo không đi được thì Trinh cũng hủy luôn. Tại vì khi mà đi nước ngoài thì anh Bảo Bảo chăm Trinh từ coi như là giống như bảo mẫu vậy đó, giống như là từ A tới Z luôn á. Rồi làm xong cái đó nữa anh thấy ok rồi đó. Rồi được rồi. Còn một người quan trọng nữa mà Trinh quên, đó là Nguyễn Thị Thúy Kiều.
Kiều xuất hiện đi em. Mất lại. Trời ơi, sao bữa nay lãng mạn quá vậy? Bình thường mê lắm mà. À, nói gì đây? Trời ơi, ở đâu đặt vậy má? Ok thôi, để ước cái ra nhỉ nha. Ước cái xin chào giới thiệu về Kiều. Vô đây. Cắt nữa hả? Trời mệt ghê. Chinh bình thường cũng không có. Nàng thấy con bé nãy Vinh bắn kem vô là Kiều đó. Chắc là nó ngại nên nó đi ra rồi. Thật ra là Kiều là người làm của Chinh và Kim luôn trợ lý. Có nghĩa là Kiều làm cho Chinh được hơn 2 năm rồi. Thì sau khi mà làm cho Chinh được vài tháng thì thấy con bé này nó cũng rất là lanh lợi, nên là Chinh tập cho nó làm trợ lý luôn, thay vì là mình phải thuê một trợ lý ở ngoài. Mà nó rất là đa năng nha, nấu ăn rất là ngon nè. Những món ăn mà Chinh thích ở trên YouTube đó, hoặc là Chinh nhìn thấy, Chinh chỉ cần gửi link cho Kiều là Kiều sẽ làm được luôn. Và quay clip chụp hình cũng rất là đẹp, nên là mỗi lúc mà Chinh đi event hay là Chinh đi nước ngoài, hay là Chinh chụp những mô hình street style mà Chinh hay up lên story, mà Chinh hay kêu Kiều á, đó là bà đó là Nguyễn Thị Thúy Kiều đó. Nên là Kiều cũng là một người rất là quan trọng trong cuộc sống của Chinh luôn. Cuối cùng là điều thứ 30 mà Chinh luôn luôn có, đó chính là thái độ sống vui vẻ, lạc quan và yêu đời. Chinh nghĩ đó cũng là lý do tại sao năm nay Chinh 30 tuổi rồi mà trông Chinh giống như cô gái 18 đến 10 vậy đó. Chinh nghĩ và tin rằng khi mà mình sống luôn luôn kiểu như là lạc quan và mình không sân si, hay là mình không làm gì đó ảnh hưởng đến người khác á, thì cuộc sống của mình sẽ luôn là màu hồng. 30 thứ mà Chinh vừa nêu ở trên, nó nghe và nhìn thì thấy là nhiều, nhưng mà thật ra nó chỉ là những điều cơ bản thôi. Các bạn cứ hãy thử liệt kê 30 thứ không thể thiếu của các bạn á, bình luận ở phía bên dưới cho Chinh biết là như thế nào á, chứ Chinh thấy là những thứ đó là cũng cơ bản thôi à. À, sau tập sinh nhật này á, thì Chinh sẽ có một tập đập hộp rất là tưng bừng luôn đó nha. Vì Chinh biết là mọi người rất là thích đập hộp mà. Tuy là sinh nhật của Chinh, nhưng mà Chinh xin chúc cho tất cả các bạn có tháng sinh nhật cùng tháng với Chinh sẽ luôn luôn được vui vẻ, hạnh phúc và yêu đời, và sống lúc nào cũng lạc quan như Chinh vậy. À, có một người bạn tri kỷ của Chinh cũng đang tập tành làm YouTube á, thì mọi người nhớ bấm nút follow nấy để cho nấy có động lực để làm những video thật là hay, thật là thú vị để gửi tặng đến cho mọi người nha. Đó là YouTube của anh Vũ Khắc Tiệp. Mọi người nhớ bấm follow YouTube của anh Tiệp nha, để anh Tiệp có nhiều động lực để gửi tặng những video thật là vui, thật là hấp dẫn đến cho mọi người. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người.